Ui, đôi đôi. Ui, tuột thế. Thành công nha anh em. Siêu phẩm, siêu phẩm. Siêu phẩm anh em ơi. Phê thật. To. Chơi được. Cái mấy mũ nó quạt người em. Quạt người em. Như môi trước em xem này, là tèo hết môi rồi nha anh em. Sưng này, bây giờ vẫn sưng. Hôm qua thì sưng hơn. Hôm nay bắt đầu mới liền sẹo anh em ạ. Nói chung thì đợt sau đấy, như anh đã bảo rồi, chơi ở nhà chơi với anh thôi, chứ đừng đi lang thang ngoài đường nữa, đánh cho biết chưa. Thúi, nhiều lắm anh em ạ. Kinh chưa. Một đống cá nha anh em. Bé. Nói chung thì bắt một tí cá được rất là nhiều nha anh em. Một đống sộp cả cá riếc đấy anh em nhá. Bây giờ thì rửa sạch qua rồi bắt đầu chế biến cho em xem. Lấy con kích con cá rô đồng này là không quay em xem. Đây bắt được rắn. Ui dồi ôi. Nhiều lắm bộ. Này ui một rổ cá luôn. Ui dồi tập cá to thôi. Còn cá ngon. Thế ấy bộ cái con tí nhá. Còn bắt được nhiều đấy. Nhiều lắm. Và phát anh em ạ. Mình cứ đi quanh xóm ấy. Cả khó mà xem nha anh em. Ây yo, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Khẩu Cáo nhá. Ngày hôm nay quyết định lại đi bắt cá cho em xem anh em ạ. Hôm nay thì mình sẽ dùng cái vọt này và đi vớt cá cho em xem anh em nhá. Như em xem đây, ngày hôm nay có độ đi cùng nữa. Hy vọng là độ sẽ bắt được cá cùng mình nha anh em. Quyết định hôm nay bắt được bao nhiêu cá là ẩm thực anh em ạ. Cơ bản là ngày nào độ số anh Hậu ơi là ẩm thực cho em ăn đi. Mà hiện tại nhà mình đâu có gì nữa anh em ạ. Hôm nay bắt con nào về ăn nhá. Thịt luôn rồi. Ok anh em, let's go, đi thôi. Không được cá là và thịt dê. Và một lần nữa mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn trong suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ cái kênh Hậu Cáo TV của mình nha. Các bạn nào yêu quý mình đấy thì các bạn nhớ bấm được cái kênh này, comment ở phía bên dưới cho mình biết nha. Và các bạn cứ comment bừa hoặc là comment bất cứ cái gì ở phía bên dưới cũng được. Các bạn giúp mình lấy lại được đề xuất kênh ấy thì mình sẽ làm video hay hơn và làm chi tiết đầy đủ hơn anh em ạ. Cái đấy là giúp cái phần động lực cho mình tốt nhất có thể anh em nhá. Anh em nào là fan thì comment mạnh mẽ vào anh em nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đâu? Ui ui. Vớt á. Cây này đã. Vào top này đi. To lắm. Ui. Ấy giờ. Đấy. Rồi, chiến lại phần đầu tiên nha anh em. Cá bé này không vớt, bắt cá to thôi anh em ạ. Đây, anh em xem này. Hôm nay là đi vớt cá nha anh em. Đấy, con này to phết. Hôm nay là chuyên mục đi vớt cá nha anh em. Má mắc cây ạ. Phê chưa? Nhức lách chưa? Đó, anh em xem này, con này khá là to nha anh em. Ui, đôi đôi. Ui, tuột thế. Thành công nha anh em. Cuối cùng ngày này vớt cá rất to anh em ạ. Sợ nhờ. To nhờ. Khét chưa. Con này bỏ lưỡng. Cho sôi nữa. Thành công anh em ạ. Mỗi phát anh em ạ, lỗi luôn nha anh em. Mấy cá bé này. Ui, nó mại xịt nại lắm. Con xuống đi, con xuống đi. Con ấy kìa, cá ấy kìa. Ui. Con cá giếc. Giếc. Ui, đôi, ếch. Đây. Con quay mẹ đi này. Bắt luôn. Đây, gỡ. Lấy dây bỏ nhá. Ếch to chưa anh em này. Quay em xem. Ui giời ơi. Dã man thật sự nha anh em. Trời ơi. Ra đây tự nhiên vốn ếch anh em ạ. Sợ thật nha anh em. Hơi cho sôi độ. To thật sự nha anh em. Xuống bắt luôn. Đây chỗ này. Vô luôn, kéo luôn. Quay độ đi này. Ok. Tuột thế. Ui ôi. Vớ rồi anh em ơi. Phê thật sự anh em ạ. Ui thầm bơm này. Ui đoạn vé này. Tuột thế. Này. Hả đoạn vé đừng tròi à. Ui tôm tít này. Nắm thế. Rồi. 4 năm con. Ui giời, đẳng cấp chưa? To phết. Bé quá nhỉ.
Thế có tốt không? Xôm, mắc cạn. Này là bớt bữa. Tự nhiên con này mắc cạn nhỉ? To vậy. Ôi. Bắt đi. Phơi là sự anh em ạ. Nói thật với anh em nhá, đi bắt cá đấy là thích nhất bắt những loại cá này. Hôm nay dùng cái vợt cá anh em ạ, săn được nhiều cá phết. Để chốc lát về rồi mình tổng kết thành quả cho em xem nhá. Rộn bé đồ ơi. Ui ui, này. Anh nhảy lên làm gì? Quái độ thật. Rộn bé to chưa anh em ơi. Đấy. Lại tiếp tục lên một siêu phẩm rộn bé đấy anh em nhá. Đấy, mắc cạn là ngay đây anh em ạ, sợ thật. Bây giờ tổng kết thành quả cá cho em xem nhá. Sợ nha, ngày hôm nay chơi có tí thôi, được đóng luôn. À, tự nhiên đội phi đằng kia. Trời ơi, bây giờ con ếch đấy anh em ạ. Đấy, phê thật sự nha anh em. Ếch thì bây giờ bảo độ lấy cái ấy thì lại cho vào túi luôn này. Toàn bộ cá nha anh em, nhiều lắm anh em ạ. Chốc đã tổng kết cho em xem cái chỗ này thì thối rồi luôn nha anh em. Ngày hôm nay tôi thật sự với anh em ấy, lại vừa được bữa to, bự chả bá rồi anh em ạ. Sợ thật. Tí nướng nhá. Ok. Rước này, nóng rước lắm. Các bạn hất luôn được. Ui trời ơi. Sợ thật. Nhưng mà chìm hết rồi. Luôn. Lên rồi. Chìm rồi. Gặp ngay ổ sống anh em ạ. Ui trời ơi. Anh em xem này. Sợ được nha. Cũng được rồi, cái tổ ấy nó bé mà. Kích bắt cá đấy anh em, là bắt cá thùng rồng anh em nhá, rất là sướng luôn. Các bạn không biết chưa, cái tổ thùng rồng này mình đợi khoảng tầm 15 phút anh em ạ. Phát đầu thì xịt, phát thứ hai một phát nó chui vào vọt luôn anh em ạ. Đó, hôm nay thì đi vọt được cả ếch cho anh em xem này. Quá to chưa rồi ạ. Ếch này, thích nha. Và bây giờ thì tổng kết cá cho em xem nhá, anh em xem này. Ui trời ơi là trời, nhiều thật sự anh em ạ. Đó, bây giờ kích tất cả con cá rô đồng anh em này. Ở dưới có mấy con rô phi nữa, mấy lại mấy con cá giếc nữa anh em ạ. Cơ bản thì vẫn là rất là nhiều dọn bẻ nha anh em. Đó, đây dọn bẻ anh em này. Con này kêu như ngoé hay rồi. Sợ thật. Gặp ngay ở rìa đấy, thế là chơi luôn anh em nha anh em. Ngày xưa nói thật với anh em mà chỗ mình nhiều cá hơn, bắt rất là dễ. Nhưng mà hiện tại bây giờ là ít cá lắm anh em ạ. Đây, được mấy con này là to bự cả bá. Thôi, chốc nữa vào được quay toàn bộ chi tiết cho em xem nhá. Cả cá rô rồi các thứ đầy đủ hết anh em ạ. Con này nghe tiếng kêu ác nhỉ. Sợ thật. To gần một nắm đấm anh em ạ. Sợ được chưa? Đi bắt cá đấy là sợ nhất cái thời tiết nắng này, tại vì nó rất là kiệt sức anh em ạ. Nên là ngồi nghỉ một chút nha anh em. Nói chung thì nắng này quay video với anh em đẹp hơn đấy, chứ mà nó cứ âm u ấy thì quay sẽ xấu hơn. Nhưng mà nắng này được cái hơi cực một tí. Ở dưới đen thế. Cái gì? Rô phi đây đấy, đây rồi. Ôi ôi ôi, giờ này chứ giờ em ơi mất rồi. Rô phi khó bắt thế, khó bắt lắm. Ơi ơi ơi, ngay đúng tâm đây. Lối là tấp vào hai con rồi. Hai con luôn bao giờ nhá. Khó nhỉ. Zoom đây nhá. Phê nhờ. Ngày hôm nay kiếm bữa rồi anh em ạ. Nhiều tép lắm. Nhiều. Ấy ấy. Như tôm tít luôn ạ. Thôi. Giếc. Phát đi. Ui ôi, từ, nắm trước không? Bấm nhá. Thôi được. Chơi được. Phi thuyền. Rô phi. Lại mất rồi. Má không kịp ạ. Đây. Đây. Đây.
Như phi thuyền nha anh em. Ui giời ơi. Mấy con? Hai con. To nhỉ? Ai ui. Ra à? Im rồi. Ui giời ơi. Phi thuyền. Vậy như trống trống nhỉ? Ui. Loại không nhanh nên nó lắn, rãnh sâu quá. Ui ui, năm đô phi thế. Chìm hết. Cần cá. Lên. Woo. Siêu phẩm. Siêu phẩm anh em ơi. Quay thật. To. Chơi đó. Bỏ cái này ra. Tao. Ngày hôm nay nói chung là một buổi trải nghiệm vô cùng tuyệt vời mình nha anh em. Nói chung hôm nay đi vớt được rất nhiều cá anh em ạ. Hôm nay thì mình không cho Thắng đi chơi cùng. Hiện tại thì hôm trước hỏi Thắng ấy, Thắng bảo là đi ra đường xong bị bọn nó bắt lạt anh em ạ. Bây giờ mình đã quay kỹ cái mặt của Thắng cho anh em xem nhá, anh em xem này. Đây bây giờ anh hỏi nữa, cái hôm ấy là thằng nào đánh em mà bây giờ sắt hết mặt như này. Anh em này, bị hôm qua nhưng mà hôm nay đã liền sẹo. Máy múc máy múc đánh em. Ừ. Cái máy múc nó quạt người em. Quạt người em. Ờ như môi trước anh em xem này, là tào hết môi ra nha anh em. Sưng này, bây giờ vẫn sưng. Hôm qua thì sưng hơn. Hôm nay bắt đầu mới liền sẹo anh em ạ. Nói chung thì đợt sau đấy như anh đã bảo rồi. Ở chơi ở nhà chơi với anh thôi chứ đừng đi lang thang ngoài đường nữa, đánh cho biết chưa? Hôm nay cũng tính là rủ Thắng đi kích cùng ấy, Thắng bảo anh hậu ơi cho em đi. Thì mình bảo là thôi, Thắng nó bị tai nạn anh em ạ, bị người đó đánh. Thì hôm nay là tổng kết thành quả cá em xem nha. Đó, anh em xem này. Úi, nhiều lắm anh em ạ. Bé. Kinh chưa? Một đống cá nha anh em. Bé. Nói chung thì bắt một tí cá được rất là nhiều nha anh em. Một đống sộp cả cá riếc đấy anh em nhá. Bây giờ thì rửa sạch qua rồi bắt đầu chế biến cho em xem. Nói chung này phê thật sự ấy nhỉ. 1, 2, 3, 4. Nói chung ở chỗ mình ấy, người ta ghét cá dọn đẻ cực kỳ anh em ạ. Cái này mình bảo thật. Đây là quay cá lóc cho em xem này. Toàn lóc to thôi anh em ạ. Đấy. Đây là một con nhé, cho vào rổ nhá. Một này. Để mình cho vào rổ cho em xem. Đấy, một con cá lóc này. 2 3 4 5 6 xem nào. 7 8 Lấy con kích con cá rô đồng này là không quay cho em xem. Đây bắt được lắm. Ui giời ơi. Nhiều lắm bộ. Này, ui một rổ cá luôn. Ui giời, tập cá to thôi. Còn cá ngon. Ui giời. Thế tí bố làm một tí nhá. Hả? Thì bố có bạn gì không? Bạn không nghĩ thì bố làm mấy con này rồi bố ấy thôi. Thế bố làm cá gì? Đây là rô phi với lại cá riếc ở đây. Đây là cá sộp. 6-7 con sộp to thật. Cá rộn bái ra. Mấy con sộp to à? Nhiều lắm. Nghe đi đi vớt cá một tí được đúng. À, lọc riếc là mấy con sộp to à? Cá riếc này. Cá riếc này. Nấu được. Có cả cá riếc, nhiều riếc lắm. Biết rồi. Con vớt toàn cá riếc. Thế ấy bộ cây con tí nhá, còn phát thằng nhiều nhỉ? Nhiều lắm. Ừ. Và phát anh em ạ, mình cứ đi quanh xóm ấy, cả khó mà ra xem nha anh em. Ngày hôm nay nói chung thì mình mới độ với đít đi, nói chung thì hơi mệt một chút anh em ạ. Có cả ếch luôn này. Bắt tí lắm, à, được cả ếch nữa cơ. Chơi cả ếch. Ui giời. Phê thật. Cái ếch này để nào để bắt được mấy con đó thì làm cái ăn ấy. Ờ thế anh được. Ăn sau. Còn mấy con này để đấy. Mấy con này để bố khoa bố ăn được. Nhiều mà. Ừ, mấy con này để khoa. Ok. Cái này nhiều lắm. Đi tí là nhiều. Mỗi tháng nhiều con chém chép vậy. Hiện tại thì còn khá nhiều cá nha anh em. Nhưng mà do là mình không ăn hết đấy, nên là quyết định ở chỗ này thì để cho bố mình làm. Tối bố mình nấu riêu anh em ạ. Ngày hôm nay đôi chung mình đi bắt cá nhiều thật sự nha anh em. Còn ít cá cơ, lấy thì đi qua hàng xóm ấy, rồi mình cho mỗi người 1-2 con anh em ạ. Đó, nên là tổng kết thành quả cho em xem. Nói chung thì phê thật. Đi qua xóm là cứ người ta xin ấy, mình người ta bảo là lấy 1-2 con về ăn nấu riêu. Mình cơ bản là hôm nay đi bắt được nhiều quá không ăn hết, thế là quyết định là chia cho cả hàng xóm này anh em ạ. Ngày hôm nay thì cả làng mình ăn cá rồi nha anh em. Kinh nhở, lấy cho mấy bác mấy con phê này, kích nhiều thật. Cháy té mồm mì. Té mồm luôn lại phải ăn. Ok. Và bây giờ cũng bắt đầu gần muộn rồi anh em ạ. Hôm nay có một đội của đội fan sang hú vía nha anh em. Đây. Mấy đứa học lớp mấy rồi? Lớp 10. Lớp 10, trông cao to lắm anh em ạ. Cái hình ảnh ngày xưa mình chụp ảnh cùng mấy bạn nó đây anh em này. Đó, là cái lúc này là tụi nó rất là bé nha anh em.
Ngày xưa thì cách đây vài năm trước ấy là có cả một thằng cô em ở trong đây, nhưng hiện tại thì bây giờ rất là to anh em nhá. Đi đây nào. Ôi em ngại lắm. Nó to gấp 30 anh em ạ. Mà cái đội này cao cực kỳ luôn nha anh em. Đông thật. Học còn học không? Dạ. Còn học không? Còn. Sao nó xăm thành cô giáo có đuổi không? À đây là giãn nữa. Đánh cả cô giáo luôn đi. Cái này là giãn hay xăm? Ừ, giãn ạ. Giãn à? Dạ. À, đội đông to thật, kinh thật này. Ngày xưa bé thế này, bây giờ nó to kinh. Bạn chơi, đi vào nhà anh chơi. Đông lắm anh em ạ, to ơi. Cao. Ok, đi vào nhà đi. Đông thật sự. Vừa giờ tụi nó sang hỏi là có còn nhớ tụi nó không. Mình bảo nhớ sao được. Cái thời lúc nó còn bé tí này, bây giờ nó cao vóng như này anh em ạ. To dã man, sợ thật nha anh em. To cao lắm. À mấy đứa ở đâu ấy nhỉ? Nam Sách. Chào anh em cái nào. Ok, đông lắm anh em nha. Đó. Anh em mai em lên TV nhá. Ngày kia. Ngày kia thứ hai em chiếu cả lớp em xem luôn. Ok em, nhưng mà cái đoạn này là gần cuối video ấy. Ok, anh em tua mà đấy em chỉ cắt mặt em lên thôi. Mày sao mày không đừng từng tua video, mày xem hết video mày tua làm gì? Ok nhá. Sang không chỉ về nhá. Đi không đội mũ vào công an bắt đấy. Bé nhá. Ờ, bé nhá. Nào rảnh đang chơi. Sách quá. Nhá. Hả? Gần cái ly. Cái này đấy. Bye bye. Bé nhá. Đây là lá đinh lăng anh em ạ. Ngày hôm nay chúng ta chơi tới bến luôn nha anh em. Hôm nay thì nói chung anh em mình ăn uống đơn giản thôi, không ăn nhiều như là trước nữa. Hôm nay cứ nói chung định hơi muộn chút nên là không thể làm nhiều được. Thôi rồi, anh em mình chơi đi. Rồi. Nước. Thôi được rồi, thôi tí nữa nước sao cũng được. Anh em mình chơi trước định được. Này mời cán bộ Thắng sang. Nói chung là ngày hôm nay là mục đích là muốn tẩm bổ cho Thắng anh em ạ. Bát đâu? Bát anh Độ mà. Bát em đây. Cán bộ mình cười ấy nhỉ. Ăn đi. Cá lóc nha anh em. Đây quay kỹ em xem này. Thịt rất là chắc nha anh em. Tính là bỏ rán ấy, nhưng mà hơi mất thời gian một chút anh em ạ. Mời em nha. Nên là cho vào hấp luôn nó nhanh. Kiểu là tần đinh đăng đấy anh em. Thế rồi, ninh hơi kỹ, hơi nhừ rồi. Ngon lắm. Đó. Mời tất cả anh em nha. Ngon. Hắn ăn hận vãi rồi anh nhá. Và anh ăn vỡ bát em ạ. Anh hậu không có tiền thay bát cho em đâu. Phê thật, cái này biết thêm mà không dán ấy, cho đánh bẫy thì đi ngon. Ừ. Nó chắc thịt chưa nghe, phê thật. Thịt gà. Nóng quá, ngon. Tuyệt vời. Má nhiều xương vậy trời. Đấy, cặn như thế này hả nó. Sau đi chơi ít thôi biết chưa. Sang đây mà chơi, anh còn nấu đồ ăn cho mà ăn. Cứ đi lang thang nó đánh cho. Xa vòng tay của anh Thọ và anh Độ là bão tố đấy em ạ. Tàn nát hết mặt anh em ạ. Biết có nhớ hết mặt đâu. Xong là anh đưa đi tìm đấy nhá. Mình cắt rồi. Đây. Cái này rồi hơi tới tới ngon. Rồi hơi nhừ quá nhỉ. Tới đi thôi chắc. Được cái ăn cái này nó cũng hơi ngọt, ăn ngon. Chấm đi mắm mà là ăn đập lắm anh em ạ. Hôm qua là nhậu hơi tới bến. Hôm nay là anh em mình uống nước ngọt thôi. Phê thật. Nước thơm đi. Em vậy. Biết được ra thì bạn tính rồi hậu ạ. Không biết được ra tính bán nó đi thôi. Lại cho bán này. Bán đi. Nói làm được vui rồi. Uống bạn. Không rồi. Chỉ nữa anh bắt ra. Tôi em đây. Đang. Cái giả đây cũng được, ông nó mạm nữa. Đâu. Đây. Phải nói cái món này ăn ngon thật sự anh em ạ. Con này to nhỉ? Đầm ấy. Đầm. Nó cá tự nhiên cũng khác. Cứ lúc mọi người chọc một con cá với mọi người. Bạn thướng là bộ mày cứ liên có đồ ăn rồi. Không sợ đói rồi. Đá mạnh rồi. Ngày hôm nay là thật với anh em, rất là vui anh em nhá. Bắt cá xong, cậu là fan cũng chơi. Nói chung thì vô cùng là tuyệt vời anh em ạ. Sau đó là mình có thể chế biến cho anh em một cái bữa ăn rất là tuyệt vời như này. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn trong suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ kênh Hậu Cán Vi của mình nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều nhá. Và nếu các bạn là cảm thấy video là hay, nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ cho Hậu Cáo nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo Hậu Cáo. Chào tất cả các bạn. Bye bye. Thắng chào anh em và Thắng ơi.
ăn. Mà người ta bị tai nạn sao ấy, hay bị người ta đánh sao ấy, người ta đau đúng không? Đau. Không ăn được nhiều nhưng mà Thắng phàm ăn hết, ăn được, uống được. Thắng uống nhiệt gần vẫn phải ăn. Chào anh em cái nào, tập trung cho chào anh em cái nào. Chào thành tiếng nha. Chào cái này. Chào đã. Đừng nghe cái đũa thế. Chào đi. Ê, anh em đợi kìa. Chào anh em cái kết thúc video nhé Thắng ơi. Chào anh em. Chào, chào. Chào bọn địch. Chào anh em. Tạm biệt anh em được chưa? Tạm biệt anh em nhá. Nào. 1 2 3. Ăn. Và tạm biệt anh em cái nhìn này, nhìn này, nhìn này. Tạm biệt anh em nào. Thắng. Ngoan lên. Tạm biệt anh em cái này. Thắng chào mọi người chờ này. Mọi người chờ em xong rồi có đứa thì lấy được vợ này, có đứa thì lấy chồng rồi đấy. Tạm biệt anh em gái đã, rồi ăn sau từ từ tạm biệt anh em, chào đã. Vỡ rồi. Em ơi. Đây là anh độ anh cầm cho không vỡ được. Chào anh em nào. Này chào cao hơn mâm cỗ. 1, 2, 3, chơi. Khó hiểu quá. Thắng ơi. Anh buộc cái dây vào chân em đấy. Buộc cái dây vào nhá, bao giờ dập được ăn nhá. Đợi Thắng chào anh em chắc tới mai mất anh em ạ. Chào anh em một cái thôi. Chào một cái tí ăn sau. Anh nhường hắn một con luôn. Từ từ. Sao lúc bị ngã không ngã vào mồm nhỉ? Thắng ơi. Ơi gì vậy? Hả? Chào anh em nào. Để đây này. Chào nào. 1, 2, 3. Chào. Chào mà bye bye này, bye bye này. Chào mà nói thành tiếng. Chào anh em. Nói người ta chào anh em bị câm đi thằng ạ. Này, bye bye. Em bye bye mấy tay đi. Mình đã bảo rồi, Thắng cơ bản là lúc nào vui hay là lúc nào mà nó cái kiểu ấy đấy thì nó mới nói được anh em ạ. Cái hoàn cảnh của Thắng rất đáng thương em nhá. Nhiều các bạn bảo là anh Hậu cứ thế này hết lọ nhưng mà anh em phải tự nhìn, phải nhìn vào này thì anh em mới hiểu được nhá. Đó, thôi rồi, cảm ơn các bạn nhá. Bye bye. Thắng ơi, một phát thôi. Một phát thôi, anh bóp vai em này. Đang suy nghĩ gì? Thắng thì tưởng dắt cho Thắng một bát. Anh đang suy nghĩ gì em? Bắt đầu vào này, bắt đầu vào này. Kéo mẻ bát nhá. Úi dồi ôi. Lắm pịa lắm. Chào nhẹm đéo chào cứ ăn. Ăn từ từ, ăn rồi nói chứ. Đúng không? Sao? Ngọt. Nói được ngay anh em ạ. Kéo vậy. Ăn này đi, có ăn nữa. Này bóc ra đã. Bóc ra rồi. Bóc ra mà ăn được. Hồn cá quá. Thắng hồn cá. Thắng cứ ăn uống chả nói chuyện. Thắng. Một khi đã ăn mấy rồi? Là câm luôn. Đây. Ngon không? Ngon. Đấy. Cứ phải tập trung ăn. Thắng thì tập trung được một việc anh em nhé. Chứ không thể tập trung được nhiều việc. Ngon. Chấm mắm mới đậm. Còn lắm. Thắng ăn không cần chấm mắm luôn. Bận, đúng không? Bận tay. Nồi tăng này.